Thanh Thanh Hiền có sốc về cuộc sống chồng cũ chề phòng tại Mỹ, không nhà, không xe, hy vọng trúng số đổi đời. Trên sân khấu, Thanh Thanh Hiền là nghệ sĩ hàng đầu, diễn giỏi, hát hay, nhưng khi về đời sống đời thường, nhiều khán giả phải chạnh lòng thay cô vì đường tình duyên quá trắc trở. Trước đây, Thanh Thanh Hiền đã từng kết hôn với một nghệ sĩ đàn bầu và có hai cô con gái xinh đẹp. Đáng tiếc, sau 10 năm, cặp đôi quyết định chia tay, nữ nghệ sĩ ra đi tay trắng, một mình tạo dựng lại tất cả mọi thứ. Cho đến năm 2014, Thanh Thanh Hiền đã bất ngờ tái hôn với Chế Phong, con trai của Chế Linh khi cô đã 46 tuổi. Những tưởng đây sẽ là bến đỗ hạnh phúc cuối cùng của cô sau quá nhiều thăng trầm, thế nhưng sau 7 năm bên nhau, họ đã công bố ly hôn trong sự ngỡ ngàng. Đứt cánh giữa đường lần thứ hai, Thanh Thanh Hiền còn đau lòng tiết lộ, đối phương đã thay lòng đổi dạ, bản thân đã từng níu kéo cho cuộc hôn nhân nhưng bất thành. Bị Chế Phong phản bội, Thanh Thanh Hiền đã quyết tâm xóa bỏ hình bóng của người cũ bằng cách chặn số điện thoại, ra đi, chấp nhận để lại căn hộ do chính mình bỏ tiền túi ra để mua cho đối phương. Nói về việc bản thân luôn nhận về những thiệt thòi, nữ ca sĩ lại tỏ ra rất bình thản. Sau hơn một năm, Thanh Thanh Hiền liệu có sốc về cuộc sống của chồng cũ tại Mỹ? Chế Phong sinh năm 1973 là con trai của danh ca Chế Linh, được đánh giá là giọng hát ngọt ngào của dòng nhạc trữ tình quê hương. Anh kém Thanh Thanh Hiền 4 tuổi. Sau ly hôn, Chế Phong một mình sang Mỹ định cư nhưng cuộc sống chẳng hề dễ dàng. Mới đây, nam ca sĩ tiết lộ: "Tôi nói vậy chứ tiền mua xe còn chưa có, lấy đâu mà mua nhà ở Mỹ. Ngày nào tôi cũng mua vé số, chờ đợi tin vui. Tuy đến giờ đã 6 tháng trôi qua tôi vẫn chưa mua được chiếc xe nào, nhưng được cái ăn ở nhẹ nhàng, đi đâu cũng có người rước, đỡ phải tự chạy xe." Thậm chí danh hài Thúy Nga cũng đồng tình: "Bố Chế Linh nên mua cho anh Chế Phong, con trai của bố, một cái ô tô để đi lại ở Mỹ. Bây giờ Chế Phong đi đâu cũng phải có người đưa rước rất mệt, con rủ đi ăn cũng cần phải quà rước." Nam ca sĩ cho biết ở thời điểm hiện tại anh đã quay trở lại với công việc và đi hát. Những ngày gần đây, nam ca sĩ đã bớt buồn bã hơn so với thời gian trước đó, anh đã tập ăn chay cho tâm bình an. Việc Chế Phong qua Mỹ và không quyết định ở lại Việt Nam đã được Chế Phong tính toán từ trước đó, không vì lý do đổ vỡ trong hôn nhân mà bản thân Chế Phong mới lựa chọn cuộc sống hiện tại tại hải ngoại. Khi được hỏi về tính cách của bản thân cởi mở và chia sẻ nhiều hơn trên mạng xã hội, nam ca sĩ cho hay: "Không phải hình như đâu, từ xưa đến giờ Chế Phong vẫn là vậy, chỉ vì hồi đó thích ở phía sau phụ giúp cho người mình thương nên tôi đã bỏ hết, kể cả ca hát cũng không muốn đi. Bây giờ qua đây tổ nghiệp thương, được anh chị em mời đi hát nên Chế Phong đi hát lại. Bên này buồn lắm, không hát chắc là buồn thế thảm." Được biết trước đó trong cuộc sống hôn nhân, Chế Phong không đi hát mà ở nhà lo toan công việc, con cái. Thanh Thanh Hiền là trụ cột chính trong gia đình, nữ nghệ sĩ đã từng chia sẻ với chồng cũ của mình: "Anh ấy rất chu toàn và thương con tôi, nhưng nếu như vừa đi hát vừa lo cho gia đình thì sẽ tốt hơn." Được biết, cha của Chế Phong là Chế Linh cũng có 3 người vợ và có tới 14 người con. Khi được khán giả so sánh với cha, nam ca sĩ cho rằng anh luôn hãnh diện về tài sản âm nhạc mà ba để lại, tuổi này ba vẫn hát được. Hơn nữa, ba của Chế Phong có 14 người con của nhiều mẹ khác nhau nhưng ai cũng rất thương nhau. 7 trai 7 gái, cái này là may mắn lắm mới có được. Nam ca sĩ cho biết. Về phía của Thanh Thanh Hiền, vì là con gái đầu tiên Tú Linh đang đi học ở Mỹ nên cô sống cùng với con gái út. Trên trang cá nhân của mình, nữ nghệ sĩ thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc vui tươi bình yên bên con gái của mình. Tại tuổi 60, nhan sắc và vóc dáng của diễn viên người ngựa ngựa người luôn khiến cho cư dân mạng suy xoa. Vào thập niên năm 1990, Thanh Thanh Hiền được coi là giọng ca cải lương hàng đầu tại miền Bắc và cũng là người gặt hái huy chương vàng nhiều nhất trong các hội diễn. Tuy nhiên, Thanh Thanh Hiền lại nhận được rất nhiều sự yêu mến hơn cả khi chuyển sang đóng hài và làm ca sĩ. Cô và nghệ sĩ Xuân Ninh đã từng là cặp bài trùng đình đám trên sân khấu. Không kinh doanh, không làm nghề tay trái, chỉ có ca hát, nhưng Thanh Thanh Hiền có một cuộc sống rất khá giả, không cần phải bận tâm quá nhiều đến cơm áo gạo tiền. Cô là nghệ sĩ rất đắt sâu, nhiều thông tin tiết lộ rằng cát xê của Thanh Thanh Hiền ngang ngửa với nghệ sĩ Xuân Ninh. Vì thế, sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Thanh Thanh Hiền đã gom góp cho mình được một số vốn đáng kể. Nữ ca sĩ đã từng chia sẻ với VOV: "Tiền kiếm được tôi mua nhà cũng chỉ có vài căn nhỏ nhỏ chứ không phải là đại gia bất động sản như người ta vẫn nghĩ. Những căn đó tôi ở hoặc là để không hoặc là cho người khác." Có thể nói, cuộc sống tại tuổi 52 của Thanh Thanh Hiền rất an yên và vui vẻ. Khi ở nhà, cô đã duy trì sở thích nấu ăn, giặt quần áo bằng tay, cọ nhà vệ sinh để làm nhà cửa luôn được sạch sẽ. Mỗi khi có thời gian rảnh rỗi, Thanh Thanh Hiền thường hẹn hò với bạn bè đi chơi đó đây cùng với cô con gái út của mình là Thái Phương. Sau tan vỡ, cô chia sẻ duy nhất một lần về chồng cũ của mình. Hiện tại, Thanh Thanh Hiền chỉ muốn chuyên tâm vào công việc. Gần đây, cô đã lấn sân sang phim truyền hình và được khán giả ái mộ.
Được biết sau ly hôn, từng có lần Chế Phong đã đăng ảnh tình tứ cùng với vợ cũ trên mạng xã hội như là một sự níu kéo. Thanh Thanh Hiền khéo léo cho biết: "Sau khi ly hôn tôi không để ý, tôi không quan tâm nên không biết hiện giờ anh như thế nào, làm gì với những hình ảnh cũ. Một mối tình còn hay là không thì phải từ hai phía mà tôi đã quyết định rồi. Nói chung tôi không còn liên lạc hay thông tin gì với anh ấy, tôi làm điều đó một cách triệt để." Nói về cuộc sống khó khăn của chồng cũ, Thanh Thanh Hiền cho biết: "Tôi đã từng nói những người cũ cần tài sản gì thì tôi vẫn cho, nhưng anh Chế Phong thực sự không cần cho nữa. Ai thực sự cần thì tôi mới cho. Hơn nữa tôi cũng đã cho căn hộ ở thành phố Hồ Chí Minh rồi mà. Anh là một người đàn ông nên đúng ra anh ấy phải cho tôi mới đúng." Không nói về người cũ, vậy hai con của chị phản ứng như thế nào sau khi ly hôn? "Hai con của tôi rất lớn trong tư duy và cách cư xử. Tú Linh đang học ở nước ngoài, trưởng thành và tiếp cận với thế giới cởi mở, ứng xử văn minh. Bạn ấy cực kỳ hiểu mẹ, yêu mẹ và tôn trọng những quyết định của mẹ. Bạn ấy không bao giờ đề cập đến vấn đề này. Mặc dù tôi hiểu, bạn ấy biết chuyện gì đã xảy ra với tôi và cũng có một chút xáo động trong tâm can. Bạn ấy buồn, thương mẹ nhưng không bao giờ để lộ ra bởi vì mọi thứ rồi cũng sẽ qua. Con gái út, bé Tấm là người cận kề với tôi. Tấm chia sẻ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, từ miếng ăn, nước uống, giấc ngủ. Bạn ấy kề cận tôi trong những giấc ngủ trằn trọc và giật mình. Tấm an ủi tôi nhiều, bạn ấy bảo: mẹ hãy coi đây là một bài toán mà mẹ giải sai đáp số, bây giờ mẹ giải lại." Ngoài ra, nữ ca sĩ cho biết hiện tại mình vẫn chưa nghĩ đến việc tìm tình yêu mới. Tuy nhiên, cô tin rằng các con của mình sẽ ủng hộ. "Các bạn ấy rất yêu mẹ, chỉ mong mẹ tìm được hạnh phúc. Vậy thì tôi có đến với ai hay làm điều gì đi chăng nữa, nếu tôi vui, các con của tôi đều ủng hộ. Tôi thuộc tiếp người sống khá đơn giản, có thì sắm, không có thì thôi, tôi tự tin vào mình. Tôi dễ sống, dễ thích nghi và được nhiều người yêu mến, đó là một tài sản đối với tôi. Tôi nghĩ vật chất cũng chỉ ở mức độ nào đấy, nếu có dư giả thì tốt, không có cũng chẳng sao." Ngoài ra, nữ ca sĩ cho biết hiện tại mình đang có cuộc sống vui vẻ, yêu nghệ thuật như hơi thở, cho nên cô sẽ dừng việc chia sẻ về chồng cũ tại đây. Hy vọng khán giả sẽ nhớ tới cô nhiều qua những tác phẩm nghệ thuật chứ không phải là trong những lùm xùm đời tư.